và chúng ta có thể viết in hoa đầu dòng từng cái câu, từng tự chữ một, hiểu ý không ạ? Ví dụ như là từ học, đúng không ạ, thì chữ H ta viết in hoa, từ bài, chữ B ta viết in hoa, đúng không ạ? Hay từ kiếm, chữ K ta viết in hoa, chữ tiền ta viết in hoa, ok. Thì đấy là cái cách mà chúng ta sẽ làm nổi bật cái snippet của mình lên. Cái meta description là chúng ta mô tả trong web, nó được hiển thị ở trên cái công cụ tìm kiếm trả về, thì người ta gọi là snippet. Vâng, từ khóa thì cũng được xuất hiện ở đầu mô tả, đầu cái cụm từ mô tả, nói chung cứ ở bên trái là được, tương tự như tiêu đề. Và chúng ta cũng kết hợp với cả từ khóa chính và từ khóa phụ, hay là từ khóa chính và từ khóa mở rộng, để chúng ta cùng làm meta description. Vâng, chúng ta viết cái gì trong đó thì chúng ta cũng cần xem như tôi vừa hướng dẫn ấy, đúng không ạ? Chúng ta sẽ search những cái trang họ đã làm, chúng ta xem họ làm như nào. Đặc biệt là chúng ta phải đưa ra được những cái thông điệp nó hết sức là hấp dẫn, đúng không? Ví dụ như một số đơn vị như Lazada hay thì di động, họ search, tôi search cái từ iPhone ấy, tôi thấy là gì? iPhone chính hãng, đúng không ạ? Cho vay ưu đãi, đúng không ạ? Bảo hành 12 tháng, một đổi một trong một tháng. Đấy, những cái thông điệp mà nó rất là hấp dẫn cho người dùng, nó kích thích cái hành động, kích thích cái sự tò mò, đánh vào cái tâm trí, cái lợi ích của họ thì sẽ làm ok, đúng không ạ? Vì thế chúng ta sẽ phải nghiên cứu từng cái sản phẩm, từng cái dịch vụ, từng cái mức giá, để chúng ta làm sao mà đưa được cái meta description, cái phần mô tả ngắn này, meta description chúng ta gọi là phần mô tả ngắn ấy, trong 155 cái từ này, để thổi vào đó giống như là một cái tin nhắn SMS chúng ta soạn ấy, người ta đọc, người ta phải muốn mua hàng ngay. Ok, được chưa ạ? Chúng ta nên xoáy sâu vào các vấn đề mà khách hàng quan tâm. Rồi, đấy là cái phần tiêu đề và phần meta description. Tiếp tục, đấy là cái phần bắt đầu cho cái phần của một cái nội dung. Đấy là cái phần chúng ta gọi là phần mở bài, hay là cái phần đầu tiên, được chưa ạ? Thì chúng ta quan tâm đến 150 ký tự đầu tiên đấy, của cái từ khóa này. Thì trong 150 ký tự đầu tiên thì bắt buộc phải xuất hiện từ khóa và các từ khóa chính và các từ khóa mở rộng. Và những cái từ khóa này cũng sẽ được ưu tiên đứng đầu dòng, đứng đầu văn bản, được chưa ạ? Thì chúng ta sẽ những cái gì hay nhất, tinh túy nhất chúng ta để trong 150 ký tự này, nó giống như là cái đoạn tóm tắt của một đoạn văn này, để chúng ta nhảy vào, đúng không? Người ta sẽ đọc tiếp đấy, và chúng ta sẽ có những cái sự liên quan, đúng không? Có những sự dẫn dắt câu chuyện để họ sẽ tiếp tục đọc tiếp hay không, bởi vì người dùng bây giờ họ có xu hướng là lướt, đúng không ạ? Cảm ứng mà, điện thoại họ cảm ứng mà, họ cứ lướt như thế này. Còn kể cả trên máy tính họ cũng lướt như thế, kéo chuột, đúng không ạ? Vậy thì cái thông điệp, cái hình ảnh, cái video, các thứ chúng ta chèn vào trong đấy, nó phải hay, phải hấp dẫn, đúng không ạ? Phải có giá trị, phải thu hút, phải đánh vào cảm xúc, vân vân. Đấy, thì chúng ta sẽ làm như vậy, được chưa? Nội dung của cái phần này là tóm tắt của cái bài viết tổng thể, giật tít bổ sung cho tiêu đề hay hấp dẫn, được chưa? Để họ đọc tiếp, ok. Đấy, và cũng chỉ nên gói gọn trong một cái đoạn văn bản 150 ký tự đầu tiên, hoặc là đến một cái văn bản thứ hai, một cái paragraph đoạn văn thứ hai thôi. Ok nhá. Rồi, đến phần thân bài, thế là cái phần giữa của cái nội dung bài viết. Thì phần thân bài ở đây là chúng ta sẽ tìm những cái từ khóa chính mà chúng ta cần phải sell là gì, đúng không? Sau đó chúng ta viết bài, chúng ta cũng tham khảo thêm cái tiêu chí mà trong một cái bài học tôi đã nói là 20 tiêu chí của từ khóa, đúng không ạ? Thì các cái từ khóa này cũng sẽ phải đứng đầu các văn bản. Đấy. Trong thân bài này thì chúng ta sẽ tìm thấy những cái từ khóa tìm kiếm có liên quan. Đấy. Chúng ta sẽ chọn được khoảng độ 4 đến 5 cái từ khóa có liên quan nhất. Ví dụ như là từ khóa gốc của mình là iPhone 7. Thì những cái từ khóa liên quan như là mua iPhone 7, đúng không ạ? Mua iPhone 7 ở đâu? Mua iPhone 7 giá rẻ, mua iPhone 7 sách tay, mua iPhone 7 chính hãng, vân vân. Đấy là những cái từ khóa liên quan. Thì chúng ta sẽ chọn những cái từ khóa liên quan nhất đấy, chúng ta đặt vào thẻ heading 2, đúng không ạ? Còn đương nhiên thì quay lại với cái phần tiêu đề và phần mở bài, thì bắt buộc nó phải nằm trong thẻ heading 1, trong cái phần công thức thì tôi đã nói rồi, được chưa ạ? Chúng ta đưa nó vào thẻ heading 2 đó, và chúng ta sử dụng thêm những cái từ khóa mở rộng để chúng ta bổ sung cái từ khóa gốc, và tránh cái việc là bị lạm dụng cái từ khóa quá nhiều.
hoặc là chúng ta có thể sử dụng các cái từ khóa thay thế. Đấy, thí dụ như là cái bếp ga chẳng hạn thì bạn có thể sử dụng đấy là một cái thiết bị nấu. Chúng ta sẽ sử dụng những cách nói lái đi. Đấy, không nhất thiết là chúng ta phải sử dụng quá nhiều cái từ khóa nó bị lặp đi lặp lại, tránh cái lỗi là chúng ta sẽ bị lặp từ khóa, spam từ khóá, nhồi nhét từ khóa. Như hôm trước tôi có nói là trung bình là từ khoảng 3-6%, đúng không ạ? Tuy nhiên là không nhất thiết là phải như vậy, đúng không? Có thể thấp hơn cũng được. Thế nhưng nếu mà thực sự mà mình viết được khoảng 5% thì tuyệt vời, được chưa ạ? Vâng. Thì chúng ta đưa hết cái phần đó vào cái phần thẻ H2. Như tôi đã nói là chúng ta cũng không cần đến cái thẻ H4, H5, H6 làm gì. Thông thường một bài viết chúng ta sẽ tối đa là sẽ sử dụng đến thẻ H3, còn gọi là H03. Còn nếu không thì chúng ta sẽ cố gắng là xoay sở trong cái thẻ H02 và H03 thôi. Và chúng ta cũng sẽ cố gắng là lặp đi lặp lại cái thẻ H01. Thí dụ bằng cách như thế này, trong phần bài viết thân bài chúng ta sẽ viết là 10 lý do nên học SEO, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể viết này: lý do thứ nhất nên học SEO 2 chấm, lý do thứ hai nên học SEO 2 chấm, lý do thứ ba nên học SEO 2 chấm, đúng không ạ? Thì cái phần lý do thứ nhất, thứ hai, thứ ba đấy chúng ta có thể đưa thẻ H01 vào cái tiêu đề. Và trong từng cái lý do đấy chúng ta sẽ viết các đoạn văn 5-7 dòng để chúng ta minh họa cho cái ví dụ, cái lý do đó, cái ví dụ đó cũng rất là tốt, được chưa ạ? Kết hợp thêm với hình ảnh, thêm ví dụ để thêm cái sự thuyết phục cho bài viết. Về phần viết bài, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ tiếp tục đấy là khai thác những cái nội dung nhỏ bên trong để chúng ta sẽ làm cái thẻ H03. Và chúng ta sẽ kết hợp thêm cả những cái phần đường link liên kết nội bộ trong cái phần bài viết, đúng không ạ? Ví dụ như là ta bấm vào cái đường link học SEO thì nó sẽ nhảy ra một cái tab khác, cái tab đấy tab nội bộ, đúng không? Trong một bài thì chúng ta không nên sử dụng quá 5 cái đường link nội bộ. Đấy.